để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những quy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNB của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNB rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đây có người nha. Tôi giao nha, tôi giao nha. Đoàn Thị nha, có Đoàn Thị nha. Từ từ, cẩn thận, tập trung cho anh đi. Lên cho anh đi, anh em. Đâu hết rồi? Đây. Thiếu Lâm nó dồn vô á. Dồn Đoàn Thị trước đi, dồn Đoàn Thị trước đi. Đoàn Thị chết nè. Ông coi chừng á. Tiêu Giao coi chừng nha. Rồi anh kia yếu rồi. Anh kia nó chạy rồi. Chạy thôi không đuổi nha. Ôi thương dân xào quá, chua anh em ơi. Tia qua lại anh em. Coi chừng, coi chừng. Lấy né lên cả đi. Lấy rồi. Ừ, mắc né rồi. Từ nha, bảo kê tôi nha. Nếu có để skill tự động hay sao tự đánh. Trái đen chèo bồ. Bồ bét Minh Giáo mà bồ chết là hơi thua rồi bồ. Tìm mặt qua lên trên luôn không? Lên trên. Đây gì bộ tiêu dao gì ấm phía sau vậy bộ. Ừ, chạy chưa kịp mà nhậm đi thiên dương đó. Thiên dương nó không đánh đâu, cái dí tôi chạy nó dí à, không đánh đâu. Ở gương kìa, chưa có bí kíp mà, có bí kíp mà đi quẩy ngon. Tôi có cái quỷ thiên diệt địa rồi, giờ không sợ khống chế. Có mình giáo xuống nha. Ở trên chắc là đánh lộn á, lên không? Có chiêu chưa? Lên thì lên. Có rồi. Đây. Thằng Nè, trên đây một nùi nè. Quân giáo nó lặn nó chạy nha. Dị ba. Chạy rồi đó. Xuống lại không anh em? Từ từ. Mở đường cái, mở đường cái xuống. Đi xuống luôn, được xuống luôn. Rút cuộc cái team đó không nào chết hết hả? Ừ. Vãi nồi. Quân giáo dưới nè anh em. Quân đi, coi chừng nhầm lại nha, coi chừng. Chạy luôn rồi. Mất bị ít rồi, chạy qua trái luôn, nó chắc lành nít dữ nhiều quá. Đẩy lên 13 luôn không? Đẩy lên 13 qua 2 mua bí kíp cái anh em ơi. Ok, để mở gương nhé. Lên. Cà công lộ, ê tiêu dao kìa. Tiêu dao mất né, ồ một cái một luôn. Đồ ăn luôn. Rương. Cái ngủ độc cái gì vậy ba, bóp trứng gì ba. Bộ. Tôi đang dặm ba lóc lên, bãi nồi. Gì, con ngủ độc không mới ba, chơi gì đầu tư ra vậy? Ông Thảo này không được đâu. Tôi có bức tử nha. Bức tử bên 4 kìa, qua thử không? Đây qua luôn, tôi có bức tử nè. Qua. Đang mở nè anh em. Minh Giáo kìa, treo Minh Giáo kìa. Ôi bồ. Mở tượng đi bồ. Nhìn Thảo không á, đứng im gì không canh ba. Đứng gì giống trời chồng quá vậy ba. Alo. Tao hết nghe. Còn nghe. Ông bị lắc mới tời. Anh Thảo ơi, anh ao ra cái đít gọt vô lại đi anh. Kiếm chỗ nào cho anh nấp cái mới ao được. Qua phải anh ơi, qua phải.
ok nha. Rồi rồi ao đi, vô đi. Thì ba đi hồi nào cũng lắc mít thì ba. Phải nồi, để cột lắc nè. Chịu. Này đừng nói ổng thoát game ngay vô lại nha, kêu thoát Discord thôi nha. Chứ không phải để qua chế độ ứng dụng chuyện ngầm nữa, không quen. Khi nào thấy gạt ổng tự đánh là biết rồi. Rồi, ngay lắm à. Kìa, tự đánh rồi kìa. Hiểu. Chờ chờ một phút đi, hết cái dòng này đi. Không phải nồi gì cũng để chờ nữa. Thôi di chuyển theo em luôn anh ơi, lên trên luôn. Qua qua ba luôn mà, qua ba luôn, qua ba luôn. Dì bộ, chơi hết chơi phần sân rồi bộ. Dì bộ. Đá thiệt, bóp thiệt luôn á trời. Đấy nồi. Mở đường cái. Một hồi anh bấm vô Discord anh thoát ra cái group á, cái room á, rồi anh vô lại là bình thường. Anh có thách thám rồi nha. Ôi 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 coi chừng. Rồi có biết kiếp không? Rồi hò máu rồi, em nữa. Biết kiếp rồi nha. Chưa có ngựa. Chưa full đồ rồi. Rồi ra ấy đi trọt đi ba. Về 13 nha. Đây đi trọt lên rồi. Rồi không biết kế rồi đó. Trên đóng nha, dưới đóng luôn nha, rồi mình trong hốc luôn á. Bơm luôn, đây, bơm luôn, có chiêu nè. Gì? Ngoài có ai không? Không có ai nữa. Đây luôn, luôn à? Đây đây đây. Về với bộ, từ từ với bộ, một người lóc rồi một người kia canh dặm bộ, coi chừng chết nha với bộ. Tôi dặm con chừng ca dưới nè, mà dặm nó không dính đam. Rồi, xong. Từ từ nha, để chiêu đi. Thôi để quái đi, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh quái, đừng đánh quái, đừng đánh quái, để quái, để quái, để quái. Tiệm đó nó chết cho còn chết. Chừng ca. Này, đánh quái nè, vô đánh quái nè anh em. Qua mua cái kiếp chung đi nè, lên góc phần sơn á. Đi chưa? Ok đi. Đây, 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 đây. Có tìm dưới lên. Từ từ, từ từ dặm. Rồi mua đi, mua đi, mua đi. Ờ, có cái kiếp chung luôn. Về luôn nha. Qua trái luôn không? Lùm mà bình trái quốc nhau á. Chưa có quỷ thiên. Qua, qua, chơi, chơi. Đi. Từ từ, từ từ. Rồi, ok. Đi, quốc. Có gì lướt vô quái á. Nếu không lướt vô quái là anh em sẽ được hòa máu. Thôi tôi chạy trước đây. Ai chết chết đi. Nhầm. Đâu rồi? Đây. Ok, còn chiêu không? Còn chiêu không? Lên trên cái. Còn anh còn lóc nè, anh còn lóc. Đây lên lên lên, lên luôn. Em bút cái thận thì anh em cứ chạy vô quái đi. Chạy vô quái là hòa máu. Hết rồi, đóng rồi, ăn đồ à. Đi quét luôn bên em ơi. Rồi anh có đủ chiêu nha. Đi quét luôn đi. 400 đồng xu giờ làm cái gì? Giờ ông chết đi. Khỏe. Cho nó già xanh tí. Đây đi, đi xuống luôn.
đi luôn, đi luôn. Có người ăn đồ ăn rồi nha. Ừ, ừ. Đúng rồi. Xuống dưới luôn nè. Xuống dưới luôn, xuống dưới luôn. Còn có ai? Qua 18 luôn, qua phải luôn. Lên 6 luôn nha. Đâu hết giờ trời, 6 team rồi. Về 1 anh em. Về 1 hay về 1 luôn. Có thằng kiếm kìa. Có trận bung á, có trận anh Thận anh Thảo ơi. Đồng thị kìa. Bắt đau à? Không phải, mình giao. Khúc này là dễ bị bóp lắm nha. Lên 2 không? Chưa anh hết chiêu rồi. Đi luôn. Mạo hiểm cái đi anh. Lên trên luôn, lên trên luôn, lên trên luôn. Trên luôn không? Trên. Trên đóng ba. Á vãi đi. Xuống 4 có tim nè, xuống 4 có tim nè. Đây. Đâu rồi mấy bạn? Kìa, rồi xuống rồi nè. Ê nó ỷ thiên nha, không có đùa nha, dính vàng qua kìa. Đây qua nó dính quái nó vuốt ghê lắm nha cả trận. Rồi, thiên sơn kìa. Ê bậy. Trời ơi, bộ. Tỉnh bộ. Hồi máu đi. Nghe thiên sơn bắn đao thì chứ quả. Ôi thiên nhẫn à. Ôi chạy đi anh ơi chạy đi anh ơi. Đực. Anh Thảo ơi, anh bóp em kinh luôn anh Thảo. Chạy luôn anh Thảo ơi. Chạy lên trên luôn, múc trên luôn. Nó ở qua nha. Rồi, cẩn thận. Qua ba đi. Rồi. Đây, anh đang ở ba. Chui vô hồ máu nè, chui vô hồ máu. Vô 10 nè. Vô trên đi. Lên trên đi 11 đi. 11 nè. Rồi ơi, 11 đi. Khỏi chơi chiêu đánh thường đi. À, nó dưới 5 đó nha. Dưới 5 có tim đó nha anh em. Bình ba có tim mở tượng anh em ơi, qua ba nè. Qua ba mình đang đứng ở ba nè ông cũng nội. Qua hai. Ở đây nè anh em ơi. Bước đi. Đi đi. Chạy rồi. Mở luôn đi. Đâu rồi. Còn thiên nhẫn. Rồi có thiên nhẫn nha, mục tiêu nữa nha. Đi xuống 1 đi. Hồi đúng lẹ luôn. Xuống 1 đi. Xuống 1 rồi mình xuống 5 chơi cho nó. Tao nói với 5 á. Qua 4 luôn. Đây qua 6 rồi, xuống 5 luôn. Qua 5 luôn, ở bên 5 á. Nhảy lên 4 này. Rồi xuống 5 lại anh em ơi, xuống 5 lại đi. Có mua đồ mua đi nha. Xuống 5 lại. Xuống 5 lại qua phải. 600 xu. Qua phải. Vô phải. Dưới nè. Có cục máu nha. Này, mua độc nè. Tên trứng à. Vì ba đừng đánh ma, nó đang quất trứng đánh cho nó hồi máu nhiều quá. Trời ơi. Phí phạm với bồ. Bồ ơi, nó còn thiên nhẫn nha bồ. Bồ bình tĩnh. Ủa vậy còn, ơi vậy còn team thằng thiên nhẫn với lại khung 13 có người nha. Lên khung 13 luôn em ơi. Đi. Tám trăm đồng xu phải nồi 13 nè, bên phải 3 nè, không có luôn. Vậy là hai đi lẻ toàn hình chạy à, hai đi lẻ rồi. Nó chết ra mua đồ quá nè. Đi ra mua đồ đi, mua đá. Ê okay, nó kìa, nó kìa. Vậy bồ không kéo nữa, bồ đi lóc bồ. Bốn mày. Cái này thua nó hơn là không bao giờ đi tâm an. Rồi, ok, ngon đó. Chết đồ ăn kìa. Còn chú dao nha, em cua coi chừng nha. Ok. Chú dao lẻ. Hôm bữa ông đánh bên Trung Quốc tôi thấy tôi nghi Trường Ca bị kéo chân, vừa nói xíu dứt câu là Trường Ca bị kéo chân người ác thiệt á. Không, cái bữa vừa rồi tôi cầm con công lô mới dồn con tiêu dao đúng đẹp luôn, một combo ngắt tiêu dao rồi mà cũng có cái tôi mày tham rất tham nổi lên tham lên. Còn thiên nhẫn với tiêu dao này chết không, thôi là pha nó đẹp rồi, đi solo thôi. Thì một nha nè, cứ kiếm tiêu dao trước đi, thiên nhẫn để vô vòng trong.
anh đừng có kéo nó liền nha, để em vô em lấy nén. Lấy nén nó chứ. Tiêu vào dưới 6 nè, chuẩn bị xuống 6 nha. Ok. Khả năng là thiên nhẫn nó đi kè mình luôn á. Thiên nhẫn 8 á. Mở mở luôn rồi chạy xuống 6 luôn. Mở vô đầu mới chuẩn xong. Đây đây. Nó không có đây nha, qua 7 luôn rồi. Qua 7 đi, qua 7. Nó 7 nè, lấy né rồi nè. Kéo đi anh, kéo đi, kéo đi. Kéo đi anh ơi, lóc lên lúc. Ok, lóc nè. Chiều anh kéo hồi đầu, chiều anh lóc đồ, anh lóc bóp chiếc cúc rồi. Nó trên 2 rồi nè. Đây rồi nè, qua 3 mua đồ mấy anh em ơi. Nó 2 nè, lấy né rồi nè. Lấy né kìa. Chạy quay lại kìa. Thầy bỏ đi, qua 3 đi, qua 3 mua đồ ấy. Giờ, khó gì, khó gì nè. Mua đi. Ê, nó con thiên nhẫn ở dưới đây nha. Thiên nhẫn rồi, búp ít luôn rồi. Thiên nhẫn đâu mất tiêu rồi. À, nó chạy lên kìa anh em. Búp nó anh em. Thiên nhẫn này, rồi còn kìa. Cho anh 40 đây, cho anh 40 tui. Em không có con bạc nào á. À, em cho nè. Tiếu. Thiên nhẫn đặt vô ăn hôi của chúng tôi. Từ, hả anh? Từ, em có nè. Đây đây đây. Theo nhà bên 8 á. Bên 7 rồi. Nó đây anh em ơi, nó chạy qua lại 5 kìa. Nâng đầu hết rồi nha. Kéo nó ba. Kéo nó đi. Chạy đâu. Rồi, hay hay anh em ơi. Rồi cuối cùng cũng đã chiến thắng anh em. Anh em thấy ghê không? Phải nồi thiệt. Khi mà có trường ca thì anh em cố gắng cho trường ca có cuốn bí kíp của cái này. Đây, Vân xin kết hại sơ thôi. Mua được cái cuốn bí kíp này thì anh em sẽ đi quét cực kỳ kinh dị, cực kỳ mạnh luôn anh em. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh này biệt của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới. Cảm ơn mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.